Xin kính chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng với Quý Mạnh Thường Quân đã đến với tập 23 của Thiện Nguyện Mỏ Cày Nam. Ở tập 23, nhóm xin vận động mai táng cho hoàn cảnh cô Phan Thị Bé Em, sinh năm 1952, địa chỉ là ấp Hiệp Phước, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Và sau đây mời cả nhà đến với hoàn cảnh của cô qua clip khảo sát của nhóm. Dạ, kính thưa Quý Mạnh Thường Quân, thì đây là hoàn cảnh của cô Phan Thị Bé Em, sinh năm 1952, cô 72 tuổi. Hiện tại thì cô không có nhà cửa gì hết, cô đang thuê đất và ở đậu ấp Hiệp Phước, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Thì đây là người con trai của cô, thì anh Dũng là 51 tuổi. Anh thì cũng không có nhanh lẹ như mọi người, cũng không có lao động gì được. Hoàn cảnh của cô hiện tại thì quá khó khăn. Thì qua lên khảo sát thì thấy cái hoàn cảnh này khó khăn quá, kính mong được sự chung tay giúp đỡ của Quý Mạnh Thường Quân để lo giúp cho cô được phần ngộ như bao người, để cô được ánh lòng mà yên nghỉ. Dạ anh ơi, em ở nhóm Thiện Nguyện Mỏ Cày Nam thì đến đây khảo sát cái hoàn cảnh của mình hiện tại khó khăn quá. Bây giờ em xin chia sẻ hình ảnh và thông tin của mình và gia đình của cô với lại anh, được nhờ cộng đồng giúp đỡ thì mình đồng ý không? Thì qua cái đoạn video này thì nhóm cũng xin được sự chung tay giúp đỡ của mình thường quân. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi vận động quyên góp thì tối ngày 19 tháng 3, đại diện nhóm đã đến chia buồn và trao tiền cho gia đình. Đây là ngày 19 tháng 3 năm 2024, thì anh chị em nhóm Thiện Nguyện Mỏ Cày Nam có đến viếng và chia buồn cùng gia đình của cô Phạm Thị Bé Em, hiện đang ở đậu ở tổ 9, ấp Hiệp Phước, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Vì về phía địa phương thì có sự chứng kiến của cô Nguyễn Thị Kim Xuyến là đại diện chính quyền địa phương. Về phía gia đình thì có chú Phạm Văn Tẻo là em ruột của cô bé em, anh Phạm Văn Dũng là con trai của cô bé em. Thì em xin đại diện nhóm công khai phần tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ để lo chi phí mai táng cũng như là xây mộ giúp cô bé em. Trong đó chị Trâm Lê ở Mỹ ủng hộ 200 đô, quy đổi ra tiền Việt là 5.084.000. Facebook Ngọc Tăng kết nối Mạnh Thường Quân là 17.400.000. Facebook Lê Vi kết nối Mạnh Thường Quân là 4.100.000. Facebook Trần Trúc kết nối Mạnh Thường Quân là 8.150.000. Tổng số tiền là 34.734.000. Và sau đây là lời cảm ơn của gia đình cũng như chính quyền địa phương gửi đến Quý Mạnh Thường Quân. Tôi Phạm Văn Tèo, em trai của bà Phạm Thị Bé Em, đại diện cho gia đình xin cảm ơn những nhà tài trợ đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình trong lúc hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất cảm ơn những người Mạnh Thường Quân. Anh em vui nghe chỉnh đốn một hướng của thầy chào. Dạ thưa các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương cùng quý ông bà cô bác thân bằng chúng thuộc gần xa có mặt trong đêm tang lễ của bà tối hôm nay, và chỉ còn vài phút nữa thôi là chúng con chúng cháu sẽ đưa linh cữu của bà về nơi an nghỉ sau cùng, cũng là được sự thống nhất của gia đình. Dịch vụ mai táng tại hòm Sáu Ron đến đây trước cũng xin được phép thắp ba nén hương để chia buồn cùng gia đình thân quý. Sau sao được làm lễ tang cụ bà có thêm phần long trọng và trang nghiêm hơn, chúng con trông được làm lễ đại bái quan, động quan, sau cùng là lễ di quan. Lễ đại bái quan gồm có nghi thức như sau: dân trà, dân hương, đốt giấy tiền nhạc bạc và đại ngõ bốn làm đạo quý đi đường cho bà. Lễ động quan đánh ba hầu trống tiễn biệt lãnh bái hoàng, sau cùng là lễ di quan để đưa linh cữu của bà về nơi an nghỉ sau cùng.
Trong lúc chúng con, chúng cháu hành lễ đại bái quan, nếu có điều chi sai sót, rất mong quý bà cô bác gần xa niệm tình thông thứ và bỏ lỡ cho. Chương trình đại lễ bái quan qua đại hòm Sáu Ron xin được phép bắt đầu. Thank you.
Nhờ sự ủng hộ của Quý Mạnh Thường Quân thì ngôi mộ của cô bé em cũng được tươm tất. Xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Mạnh Thường Quân. Video về tập 23 của Thiện Nguyện Mỗi Kỳ Nam đến đây là hết. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hãy nhấn like, comment, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ kênh giúp nhóm. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.